Xin thân ái kính chào anh chị em. Chúng ta có chén cơm hàng ngày số 250 Chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 2024, Chủ nhật thứ ba của mùa Phục sinh 5B. Đoạn tin mừng chúng ta cùng nhau suy niệm là Luca chương 24 từ câu 35 đến câu 48. Cả đoạn tin mừng có thể gom lại trong cái câu nói của Chúa Giêsu: bình an cho anh em. Và chúng ta cảm nhận được ngay Chúa Giêsu cũng đang nói với chính chúng ta, nói với tôi, nói với tất cả anh chị em: bình an cho các con, bình an cho mọi người. Chúng ta thấy là ngay sau khi phục sinh thì Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều nơi, nhiều lúc cho nhiều môn đệ để có thể quy tụ họ lại sau những cái hoang mang, sau những cái thất tán sợ hãi của biến cố thập giá thương đau. Lần nào hiện ra thì Chúa Giêsu cũng đều nói bình an cho anh em. Có thể nói chung với tất cả mọi người, nhưng mà cũng có thể hiểu được là nói với cụ thể từng người: Phêrô, Gioan, Thomas và những đệ khác. Để nói bình an cho anh em là để xua tan cái nỗi sợ hãi vẫn còn đọng lại, và đồng thời xua tan cái sự hoài nghi là đấy có phải thật là Chúa không hay là ma. Sợ hãi là bởi vì cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá quá kinh hoàng và khủng bố tinh thần của họ. Họ rất là sợ, sợ chết, sợ bị đày đọa, sợ bị gọi là đã diệt cái đầu thì diệt luôn cả tay chân. Và hoài nghi là bởi vì không thể nào tưởng tượng được là một con người đã chết mà lại sống. Họ đã thấy trực tiếp là thầy của mình chết như thế nào, mà bây giờ thầy lại đang đứng ở giữa họ, nói chuyện với họ, ăn uống với họ, làm cho họ hoang mang, sự nghi ngờ. Tất cả những chuyện đó là để Ngài củng cố lòng tin, giúp họ xác tín vào Ngài, xác tín vào con người phục sinh của Ngài. Vì như vậy mới có thể làm môn đệ mà có thể làm tông đồ cho Ngài được. Mà một khi Ngài đã củng cố lòng tin, làm cho đánh bạt được cái sự sợ hãi và sự hoài nghi, thì Ngài bắt đầu trao sứ vụ cho họ. Bây giờ mới là nhận lấy nhiệm vụ trao sứ vụ cho họ. Chính họ đã gặp được Ngài thì họ sẽ là người đi làm chứng về Ngài cho mọi người. Lời chứng rất là mạnh mẽ, xác tín, bởi vì chính tôi đã gặp Giêsu phục sinh. Người đã ở giữa chúng tôi, Ngài ăn, Ngài uống, Ngài nói trò chuyện với chúng tôi. Và từ cái chỗ mà làm chứng về Chúa Giêsu như vậy thì mới có khả năng kêu gọi người ta, kêu gọi người nghe sám hối để họ được ơn tha thứ, được ơn cứu độ, sám hối để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Với tin mừng theo Thánh Luca chương 24 mà chúng ta vừa nghe trong đoạn tin mừng hôm nay là chương cuối cùng của sách tin mừng theo Thánh Luca. Sau cái đoạn mà chúng ta nghe hôm nay chỉ còn thêm 5 câu nữa thôi là kết thúc với việc Chúa Giêsu chia tay với các môn đệ mà về trời. Như vậy, Chúa Giêsu đang làm tất cả để chuẩn bị cho cái sứ vụ loan báo tin mừng của các môn đệ. Ngài đã làm công việc đó trong 3-4 năm. Và bây giờ Ngài sẽ tránh đi, khuất đi. Không phải là Ngài bỏ rơi các môn đệ, nhưng mà Ngài muốn trao cái nhiệm vụ đó cho chính các môn đệ. Ngài sẽ về trời, nhưng Ngài vẫn tiếp tục đồng hành, Ngài có mặt trong sứ vụ của họ. Thì bây giờ khởi đầu là Ngài đánh tan sự sợ hãi, đánh tan sự hoài nghi, để mà giúp cho họ trở thành những tông đồ mạnh mẽ. Chúa sẽ không còn xuất hiện tỏ tường để làm chủ mọi sự. Ngài trao sứ vụ lại để các môn đệ ngày xưa và chính chúng ta ngày hôm nay, chính bản thân tôi và anh chị em, cả những anh chị em giáo dân, cả những trẻ em, cũng đều có thể bằng lòng tin của mình mà trở nên tông đồ của Chúa. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần quy tụ lại, được Chúa Giêsu đổ tràn bình an, rồi chúng ta nhận sứ vụ, rồi bắn tung đi ở giữa mọi môi trường, mọi nẻo đường đời, vui mừng, can đảm, xác tín, chan hòa bình an. Cái điều đó xảy ra rất rõ ràng ở trong thánh lễ.
Người ta quen nghĩ thánh lễ là một cái để đi đi xem, đi để nghe ông cha giảng. Như vậy mới chỉ là hời hợt bên ngoài bước đầu thôi. Đi tham dự thánh lễ là để quy tụ lại và nghe Chúa củng cố lòng tin cho mình bằng các bài đọc, để được đón nhận Chúa, mình máu thánh Chúa trở thành lương thực nuôi chúng ta. Và đến lúc kết thúc thánh lễ là lúc mà khi linh mục nói lễ đã xong, anh chị em đi bình an, thì đó không phải là một lời giải tán đám đông, kết thúc một cái gì sự kiện nào đó, nhưng mà đấy là một lời sai đi, sao chào sư vụ, giống như y như Chúa Giêsu trao cho chúng ta: xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em đi bình an. Bản văn phục vụ ở các nơi khác họ có thể còn nói rõ hơn: anh em đi đi, đi trong bình an để phụng sự Thiên Chúa và yêu thương mọi người. Allez dans la paix du Christ, đi 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 trong bình an của Đức Kitô. Go in peace of Christ to love and serve the Lord. Các bản văn của các nước, phục vụ của các nước, nó nói chi tiết hơn. Bản văn của chúng ta rất là gọn: lễ đã xong, anh chị em đi bình an. Thưa, không phải là ra về là thượng lộ bình an, không, đi bình an viết hoa là mang lấy chính Chúa Giêsu ở trong lòng của mình để làm chứng. Trở về với ngôi gia đình của mình, trở về khu xóm của mình, trở về cái ngoại ô của mình, trở về cái xóm làng của mình, trở về cái về với bản làng Tây Nguyên của mình, trở về với lại đời sống thường nhật. Và ở đó người ta gặp nhiều người chưa tin Chúa, gặp những người đang cần Chúa, đang chờ đợi Chúa, thì mình sẽ trở thành cái người mang được bình an của Chúa, vì bình an Chúa đã đổ đầy trong mình để mà loan báo về Chúa Giêsu cho họ. Loan báo bằng nhiều cách lắm. Kết thúc buổi chia sẻ hôm nay, tôi xin kể cho anh chị em một câu chuyện có thật. Xin phép giấu tên không nói tên của cái ông. Chúng tôi có về thăm, về giúp một cái giáo điểm gọi tên là giáo điểm Thới Long Xuân, bởi vì nó kết hợp ba cái địa danh: Thới Thạnh, Long Tuyền và cái gì tôi quên mất rồi, mà Thới Long Xuân, một cái giáo điểm. Thì ở giáo điểm đó tôi được mời gọi đi với một cái nhóm người, với các bạn Fiat, chia nhau thành hai ba cánh để đi thăm các người già yếu, những người khuyết tật, những người nghèo ở trong cái giáo điểm đó, xa lắm. Một buổi sáng đi hông đa thì loanh quanh có khi chỉ được 5 nhà. Đường thì qua sông, qua cầu, rất là nhiều cầu khỉ. Thế thì cái nhánh của tôi đi đó, có một cái người dẫn đường. Không ngờ ông đó lại là cái kiểu nói của chúng ta vẫn thường ở các giáo xứ, đó là chủ tịch hội đồng giáo xứ. Chúng ta cứ nghĩ là một ông chủ tịch hội đồng giáo xứ thì rất là long trọng, rất là quan trọng, bệ vệ, phúc hậu, làm việc giỏi giang, ngồi ở nhà xứ. Thưa không, cái ông này rất là hay, ông dẫn chúng tôi đi. Tôi cũng không ngờ ông là ông chủ tịch hội đồng giáo xứ đâu. Nhưng mà khi gặp những cái hoàn cảnh ở trong cái giáo điểm đó, thì mình thấy là ông này ông biết rất là rõ hoàn cảnh của người ta, biết từng con người một. Thế thì khi đến một cái gia đình nọ, thì trên đường đi ông bảo là: trai trai, tụi mình sắp đến một cái ông, cái anh này. Anh này anh đã bỏ Chúa vì rượu chè bài bạc, rồi là anh đã quay trở về với Chúa rồi, nhưng mà bây giờ mấy tuần rồi anh ta không thấy đi nhà thờ. Thì hôm nay mình thăm thì lát nữa cha nói vài lời khuyên anh ta, con cũng sẽ nói làm cho anh ta, giúp anh ta quay trở lại với nhà thờ, với Chúa. Nó ừ. Thế tới nơi thì cái anh kia anh lẩn, anh tránh rất là nhanh, mà anh này ông chủ tịch hội đồng giáo xứ này ông tóm được anh ta, dùng chữ tóm được là bởi vì anh ta lẻn ra bên ngoài mà ông ta vòng cái đường ra để anh bắt được, kéo được vào nhà. Ở đây mày vô đây, thằng Tư, tôi nói cái tên đại khái như vậy: Tư, mày vô đây, tại sao thời gian vừa qua mày đã về với Chúa mà mày lại trốn nhà thờ? Hỏi rất là nhẹ nhàng. Thì anh ta trả lời: dạ thưa cha với thưa ông, thì là con đâu lại vào đấy, con lại rơi vào tệ nạn nhậu nhẹt, người con lúc nào cũng có mùi rượu nên con sợ đi nhà thờ nó phiền, cha phụ trách giáo xứ nó rầy, cái thôi con không dám đi nhà thờ nữa. Thì cái ông chủ tịch của chúng tôi cũng đi theo: ê, mày có nhiêu đó thôi hả mà mày trốn Chúa hả, mày tránh Chúa hả, mày coi tao nè, tao mày nhớ mà, mày biết mà, mày biết tao ở trong giáo xứ tao, giáo điểm này tao nổi tiếng là ngày xưa giang hồ đâm thuê chém mướn, tao làm bao nhiêu chuyện tội lỗi, chỉ còn chưa có giết người thôi.
Nhưng mà việc xấu là tao cũng đã làm. Nhưng mà mày thấy không, Chúa thương tao. Khi tao trở lại với Chúa tha hết. Mà bây giờ, nhiều người không ngờ là tao được ông cha sở phụ trách giáo điểm trao cho cái nhiệm vụ là chủ tịch hội đồng giáo xứ. Và bây giờ ta, công việc ngoài đời ta cũng ổn định, trở thành một ông người đi thợ xây. Ta xây rất là nhiều ngôi nhà tình thương của giáo giáo điểm mình, tiền của giáo bà con gom góp. Mày thấy ta, ta đổi đời hoàn toàn. Mày mày nhậu nhẹt rượu chè thì ăn thua gì với tội lỗi của tao so với những quá khứ của tao. Vậy mà Chúa thương, Chúa tha hết cho tao rồi. Và Chúa cha đổi đời cho tao, và tao đã làm lại cuộc đời. Và bây giờ ta cố gắng sống thật tốt để mọi người thương tao, và thương tao thương mọi người đúng tin mừng của Chúa. Còn cái chuyện mày nhậu nhẹt rượu chè thì có đáng là gì, nó cũng xấu thật đấy, mà không ăn thua gì với cái tội gọi là đâm thuê chém mướn giang hồ của tao ngày xưa. Vậy thì mày phải tin rằng Chúa có thể tha thứ cho mày. Tao tin Chúa đã tha thứ cho tao, thì mày cũng tin Chúa tha thứ cho mày, và mày về lại với Chúa đi. Nè, bữa nay là tuần thánh rồi đó. Bữa nay là thứ năm, thứ sáu rồi đó. Ngày mai là thứ bảy vọng sinh. Mày đi lễ nha. Tao chờ mày ở cửa nhà thờ. Thôi, giúp cho bà mẹ của anh ta ít gạo, quà cắp, nói chuyện rồi chúng tôi đã đi nhà khác. Tôi thấy cái ông này, ông góp ý, ông sửa lỗi cho người ta rất là hay, rất là cụ thể. Bằng chính kinh nghiệm sống của ông ta. Ông đã trải qua tội lỗi như thế nào, ông đã kinh nghiệm được Chúa tha thứ và yêu thương ông thế nào. Và bây giờ ông đổi đời. Ông nói chuyện đó là như là một cái hãnh diện, một cái niềm tự hào rằng là tội lỗi như vậy mà vẫn được Chúa tha thứ, và bây giờ đã được đổi đời như thế này. Hôm sau, buổi chiều thứ bảy tuần thánh, thì ông rủ tôi đi ra cửa cái giáo điểm, cái nhà thờ của giáo điểm, đứng chơi ngoài cổng trước giờ lễ. Mà cha ra đây, cha đứng với con coi thằng Tư nó có đi nhà thờ không. Nếu đi nhà thờ thì mình phải khen nó, nâng đỡ tinh thần, khích lệ nó. Nó ừ hay, cái cách làm của ông chủ tịch hay đó. Tôi với ông đứng nói chuyện còn 10-15 phút nữa tới giờ bắt đầu thánh lễ phụng vụ, thì thấy anh ta đạp xe đạp đến. À, thằng Tư, mày tới rồi đó hả? Trời ơi, tao chờ mày nãy giờ. Tốt lắm con. Đi vô đi, cất xe đạp đi rồi vô nhà thờ. Tôi cũng nói thêm vài lời khích lệ. Và trong lòng thì mình mừng. Một lễ phục sinh đầy ý nghĩa là bởi vì không phải chỉ là cử hành những nghi thức này nghi thức kia, nhưng mà thật sự lại là một cơ hội để ta đón nhận được một người anh em xác tín vào tình yêu thương của Chúa, đón nhận bình an của Chúa là chính Chúa Giêsu, và quay trở lại với hội thánh. Rồi anh ta, tôi đoán rằng anh ta cũng sẽ có một lúc nào nó nói về quá khứ của mình với mọi người, xác tín và làm chứng về Chúa Giêsu cho mọi người thấy. Lâu rồi tôi không trở lại giáo điểm đó nữa. Tôi đoán rằng ông chủ tịch hội đồng giáo xứ đó sẽ vẫn còn tiếp tục là những người làm chứng, như là một môn đệ của Chúa Giêsu đã được đổ đầy bình an rồi, thì loan báo về tin mừng của Chúa Giêsu cho mọi người. Xin chúc anh chị em, bà cả tôi nữa, tất cả chúng ta cũng sẽ tham dự các thánh lễ, nhất là trong mùa phục sinh này, để đón nhận được bình an. Và nhớ, kết thúc thánh lễ là anh chị em đi bình an, thì chúng ta đang nhận lấy sứ vụ của Chúa Giêsu để nói về Ngài, khoe về Ngài, làm chứng về Ngài với mọi người. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, thì đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Tạ ơn Chúa, cảm ơn anh chị em.